Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bi Salmon. Mới vào ngày mới thì mình đã gặp ngay boss Epic luôn. Nhưng mà đây là boss Geldus á, nên mình cũng sẽ khá là tự tin để đánh nhau thôi. Và đối với Geldus thì chắc mình sẽ đưa ra Magenta vô chiến ha. Tới công chuyện với Geldus luôn. Úi giời, tàn đời Geldus rồi. Để coi Geldus cấp Epic thì sẽ cho mình món đồ gì nha. Để xem nào. Ê, một viên đá Z cho Pokemon hệ rồng cũng được. Vậy thì mình sẽ đưa viên đá Z này cho Eternatus. Trời, hợp lý luôn á. Đã nha. Này, dùng tuyệt kỹ Z thử coi. Ôi nhưng mà vậy hơi quá đà, tự nhiên mình giống như mình đi ăn hiếp em nhện nhỏ bé kìa. Nhưng mà rất là tuyệt vời ha. Eternatus đã có tuyệt kỹ Z luôn. Quá đã. Rồi, ở đây có Manectric hả? Sao tự nhiên nay gần nhà mình có nhiều Pokemon? Đã vậy ta. Thôi thì Manectric cũng cấp 50 rồi, chắc cũng có duyên á. Nên mình sẽ chuẩn bị bắt Manectric luôn ha. Vô, thu phục thêm Manectric để có được một em Pokemon hệ điện vô đội rồi nào. Chắc mình sẽ tung trước một quả Whitbon trước đi. Tại vì mình thấy Whitbon cỏ gài đang gánh tem rất là tốt ha. Coi nào được không? Ồ, được thiệt kìa. Một phát ăn luôn. Vậy chúng ta đã có được Manectric rồi ha. Một em hệ điện. Nói về hệ điện thì hiện tại đội hình Pokemon của mình á, rất là ít Pokemon hệ điện luôn á. Nên sắp tới mình phải gán tìm thêm những em hệ điện giống như vậy nè, để mình đưa vào rồi kiểu như là luyện cấp các thứ á, để mai mốt còn gánh tem tiếp mình nữa chứ. Rồi, và ở đây cũng có nhiệm vụ các thứ trong làng rồi nè. Bạn có thể tìm cho mình cái Stronghold Legendary. Ui, trong đây còn có Stronghold Legendary hả ta? Không biết nữa, mình cứ nhận trước đi. Coi nhiệm vụ nào ok thì mình cứ nhận á. Đây nữa nè. Đánh bại 30 Pokemon hệ cỏ. Còn bên đây thì sao? Đánh bại 5 Pokemon khác nhau. Được, cái này dễ. Rồi còn gì nữa không? Tại sao trong làng mình ít nhiệm vụ đỏ thế ta? Từ hổm tới giờ thì mình chỉ có đúng một cái nhiệm vụ đỏ, đó chính là kiểu như là đánh bại con chim huyền thoại á. Nhưng mà giờ vẫn chưa tìm được chỗ con chim huyền thoại. Khá là khó luôn. Rồi, và hổm ra đi khám phá mình cũng có được một vài đồ để trang trí cho cái nơi ở của mình nè. Nên hôm nay chúng ta sẽ đem ra và trang trí thôi. Ôi giời. Đầu tiên là nhà mình sẽ có được một cái tủ lạnh nha, để chứa đồ ăn á. Hợp lý. Đồ ăn bây giờ mình sẽ có nơi chứa riêng rồi. Cất vô. Úi giời, xịn sò phết đây. Tiếp theo là mình sẽ còn có cái tivi nè. Wow. Mở được không? Ồ, tivi này không mở lên được. Tưởng đâu mở lên được thì hay quá. Rồi trên TV thì mình sẽ trang trí bằng một cái cốc đi. Ở đây có cái cốc hình quả bóng chứa Pokemon nè. Cũng khá là đẹp á. Ngoài ra thì còn có máy giặt nữa. Đây, máy giặt đây. Máy giặt chắc để ở ngoài. Hoặc là để bên căn nhà khác chứ. Để trong nhà thì không hợp lý lắm. Máy giặt không đặt xuống được à? Máy giặt không đặt xuống được rồi. Ok, giờ mới biết luôn á. Vậy sao hôm bữa mình thấy trên thuyền người ta đặt xuống được mà ta, kỳ vậy. Rồi có ghế để ngồi xem tivi nữa nè. Mình cũng không được đặt ghế luôn. Ủa? À đây, được đặt ghế nè. Đó. xịn liền. Rồi còn gì nữa? Còn có... À, cái máy quạt. Hợp lý. Ngồi xem tivi mình được thì có máy quạt luôn nha. Ủa đâu rồi? Bị lát kiểu gì vậy ta? Đó. Từ từ thì mình sẽ kiểu như đi khám phá có thêm đồ trang trí á, mình sẽ trang trí dần. Rồi sau đó tới giai đoạn nào mà mình có nhiều vật liệu xây dựng hơn, mình sẽ nâng cấp luôn cái nhà này ha, cho nó rộng hơn. Rồi trước mắt thì mình chỉ trang trí tới vậy thôi. Đó, mỗi ngày trang trí một ít ha, nhìn cho cái nhà mình nó đẹp hơn. Còn giờ thì chắc lên đường đi khám phá tiếp á. Bữa nay mình sẽ thử đi tìm những Pokemon hệ điện coi. Ú, vừa nói, ở đây có em nhện nè. Em nhỏ này cũng là hệ điện luôn.
Wow. Ẻm là dạng tiến hóa của John Tick á. Được nè. Rồi. Chiến luôn ha. Mình sẽ đưa em Manectric mới bắt vào. Đợi một ngày nào đó mà mình có cỡ tầm nhiều nhiều em Pokemon này điện á thì mình sẽ làm một cái thử thách nhỏ nhỏ ha, đó chính là một ngày chiến đấu toàn là Pokemon thẻ điện luôn. Để coi coi lúc đó chắc sẽ rất là thú vị đây. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu tung bóng chứa và bắt em nhện này thôi nào. Lần này thì không dùng Whipball nữa rồi mà chuyển sang dùng Dust Ball ha. Và có vẻ là bắt được luôn. Wow. Đồng thời thì Manectric của mình cũng học được một kỹ năng hệ điện mới nè. À mà quên nữa, mình phát hiện ra là trong đội hình Pokemon mình thỉnh thoảng sẽ có vài em có giới tính á. Và việc khác giới tính thì chúng ta có thể ôi vậy đây, coi chừng em. Đi lớn ngớ đụng vô xương gồng. Ngất xỉu á. Việc khác giới tính thì mình có thể bắt dễ hơn bằng một loại bóng chứa có tên là Love Ball ha, quả bóng tình yêu. Ui giời ơi, nghe là đã tới xịn rồi. Được, bóng tình yêu chế tạo luôn. Đó, giờ thì chúng ta lại có thêm một loại bóng mới rồi ha, dùng để bắt mấy em mà kiểu khác giới tính á. Ví dụ như mình có Urshifu, nhưng mà hiện tại Urshifu của mình là giới tính cái nè, thì mình gặp Urshifu được á, mình bắt bằng Love Ball sẽ dễ dễ thành công hơn á, kiểu kiểu vậy ha. Quá đã luôn, với cả sắp tới mình phải gán tìm thêm một em Urshifu nữa để chúng ta kiểu như là tiến hóa thành cái dạng còn lại á. Lúc đó thì đội hình của mình sẽ có tới tận hai Urshifu khác nhau luôn á nha. Trời ơi, nghĩ thôi mà đã thấy hơi bị khoái rồi. Có vẻ lần đầu mình tới đây thì mình chưa phát hiện ra ở trên có thể chiến đấu với chủ hội quán hay sao á. Đây là cái hình như là hội quán đầu tiên mà mình gặp được luôn nè. Nhưng mà bây giờ mình mới có dịp quay trở lại đây. Được, mình sẽ thử vô đây để khiêu chiến với chủ hội quán á. Ồ, đường vào hơi khó một xíu. Và trong đội hình của mình thì có em Pheromosa hôm qua mình mới mở được từ một cái trứng á. Nên bây giờ mình muốn thử đưa ẻm vô chiến đấu ha. Pheromosa. Đây. Một em. Ôi ôi. Argon được Dynamax rồi kìa. Trời ơi, Argon Dynamax khủng thiệt. Nhưng đợi đó, mình sẽ kêu em Pheromosa tấn công thôi. Để coi nào. Ui dù. Dùng dùng kỹ năng triple kick mà không không trúng luôn. Này thì ha. Dynamax hả? Đừng có giỡn. Hình như chỗ hội quán này chuyên dùng Pokemon hệ thép rồi. Được, hệ thép thì mình đã có hệ giác đấu rồi. Không lo ha. Hợp lý thiệt sự luôn. Tiếp tục. À, tiếp tục là em Pokemon 500 nè. Wow. Giờ thì tới em Kling. Toàn là hệ thép luôn á. Chiếc này trúng mánh rồi. Ôi, tấn công Pheromosa của mình luôn kìa. Ghê vậy. Giờ thì tới em Bronzor ha. Lậm cục kẹo luôn. Thêm một em Argan nữa. Ủa, vậy là thắng rồi. Nói chung thì vượt qua hội quán thép này bằng em Pheromosa cũng khá là ok ha. Và mình được một cái huy hiệu thợ mỏ nè. Wow. Ôi, nói chung thì cảm ơn về cái huy hiệu ha. Vậy là chúng ta lại có thêm một huy hiệu mới nữa rồi. Để coi coi trong đây có tổng cộng bao nhiêu huy hiệu ta. Quầy quầy. Hơi bị nhiều huy hiệu luôn á. Cả đống luôn. Hôm nay thì chắc mình cũng có được 4-5 cái rồi. Cố lên, hành trình thu thập những cái huy hiệu của mình chắc còn không còn xa đâu. Mà hôm nay á thì mình chưa có thử sử dụng kỹ năng hồi phục của Zarus á. Zarus có một kỹ năng khá là hay luôn, có tên là chưa, để mình kêu em ra cái đó. Đây, mình thử vô trận chiến ha. Có tên là Jungle Healing ha. Khi mình dùng kỹ năng này thì mình có thể hồi phục được cho những cái Pokemon khác trong team luôn á. Hãy coi coi hồi được nhiều máu hay không nha. Ủa? Hồi chưa vậy? Ủa sao mình thấy cũng còn y gan máu vậy? Để mình kêu Zarus ra dùng cái Jungle Healing thêm một lần nữa ha. Ủa sao mình đọc là bảo là kiểu hồi hồi phục lại rồi bỏ mấy cái hiệu ứng bất lợi luôn. Hay lắm. Rồi đó, mình dùng rồi đó. Hồi chưa? Rồi. Coi mình dùng kỹ năng này xong là mình không được kiểu như là đổi Pokemon khác luôn nè. Oh my god.
Ở đây có em Daru Maka nè. Wow, khi mà em tiến hóa thì em sẽ thành Damanitan á. Một Pokemon thời lửa nhìn cũng khá là đã luôn. Bắt không ta? Nhìn muốn bắt mà thôi bắt luôn nha. Tại vì mình cũng từng đánh cái dạng boss Darumaka rồi nên mình thấy khá là ưng luôn á. Được. Bắt luôn. Quickborn đâu? Quickborn. Ủa anh gì? À đúng rồi, Quickborn đây. Chịu đi nha, gọi anh luyện cân lên level cao luôn. Chịu đi. Đấy, chịu liền. Rồi. Vậy là có thêm một em hài lửa nữa ha. Đây, Darumaka. Tạm thời thì sẽ luyện em một tí đây. Hình như Darumaka của mình đang tiến hóa rồi. Luyện cái là nhanh ha. Em đã tiến hóa rồi nè. Rồi, vậy là chúng ta sẽ có thêm một em Pokemon hài lửa nữa vô đội hình rồi ha. Quá đã luôn. Bà học được một kỹ năng hệ giác đấu luôn nè. Ok, cho học luôn. Rồi, cởi em thử coi. Đâu rồi? Wow. Quá dữ luôn. Bà em này thì có khá là... mình có thể Mega được luôn à. Mình Mega em nữa. Để coi. Ôi. Trời. Mega, đây là dạng Mega của Damanitan nè. Không chỉ vậy đâu mà còn có rất là nhiều dạng khác luôn. Đây là Gen Mode nha. Khi mình sang chế độ Gen Mode thì mình sẽ có thêm hệ tâm linh nữa. Wow, rồi dạng Galarian thì hệ băng. Hay ha. Đã ghê luôn. Wow. Mình sẽ thử với mấy em khác như chẳng hạn Eternatus coi. Mình có thể Mega không? Không. Mình đã trở lại cái vùng núi rồi. Vì đây chính là cái vùng mà mình có cơ hội để gặp được Rayquaza. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ có duyên để gặp Rayquaza thêm một lần nữa ha. Giờ thì bóng chứa mình đã có rất nhiều luôn. Nên mình rất là tự tin khi mà đối đầu với Rayquaza rồi. Giờ chỉ cần đợi thôi. Nhưng mà đợi là một chuyện, mà em chịu xuất hiện hay không là một chuyện khác ha. Và trong lúc chờ đợi thì mình có thể đi lướt thêm mấy cái chỗ Pokestop này để kiếm thêm trứng Pokemon ha. Thử nào. Ôi dồi, không có cái trứng nào luôn. Ơ kìa. Nhỏ đến vậy sao? No. Cho mình một vài quả trứng 10-15 gì cũng được. Ồ, thiệt. Cho mình một trứng 15km nè. Đã gì ta, mới vô có trứng 15 rồi. Đây là... nhà của ai đây? Ơ kìa. Đi dạo vòng với Eternatus thì mình phát hiện ở đây có một căn nhà gì nhìn rất là đẹp luôn. Ủa, có rương. Ý. Ê. Nhưng mà rương nó bị khóa mất rồi. Oh no. Ôi, ví dụ mình đập cái rương này mình mang về được không ta? Không cho đập luôn. Khó vậy, cay đấy nha. Hình như nó cần phải có một cái ổ khóa. À không, một cái chìa khóa để mở cái ổ khóa này thì phải á. Để mình thử coi. Tìm cái chìa khóa coi. Cay. Đúng không ta? Cay là cái chìa khóa nào nhờ? À, chìa khóa này. Chìa khóa Ngọc Lục Bảo. Cái này mình phải đi khám phá mình tìm rồi, chứ mình không chế tạo được. Mèn đất ơi. Ê. Hình như đây có em nào quen quen vậy ta. Trước mặt mình là Pupita. Trời. Hôm rồi đi khám phá mới gặp em này. Thôi thì gặp là có duyên rồi, xúc thôi các bạn ơi. Để coi nào. Chắc mình vẫn sẽ dùng chiến thuật tung Whitborn trước ha. Bắt nhanh rút gọn em này rồi chúng ta còn luyện cấp nữa. Mình nghĩ sẽ cũng có rất nhiều bạn thích cái em Pupita này luôn. Bởi vì khi mà em tiến hóa thì em sẽ trở thành một em Pokemon hơi bị xịn sò nha. Nhưng mà em hơi khó bắt rồi. Lần đầu mình tung thì không bắt được rồi. Không sao, mình còn Dust Ball mà. Yên tâm, mấy cái này thì mình lo được ha. Lần này thì... lần này vẫn không chịu luôn. Cái em Pupita này lì vậy. Lì đúng không? Em lì đúng không? Lì thì anh cho em vô cái level bon luôn. Mấy em lì là cho vô level bon hết. Lần này thì... có vẻ là hết lì rồi. Lì hả?
Rồi, và mình đã được một cái thành tựu, đó chính là bắt 10 Pokemon hệ hệ đất ha. Ồ, vậy là em Pupita chính là Pokemon thứ 10 luôn hả? Ồ, đã vậy. Ok, vậy thì cho em ra luôn. Pheromosa vô trong đi, mình sẽ luyện Pupita một xíu ha. Chắc Pupita cũng gần tiến hóa rồi, nên phải gán luyện nhanh nhanh luôn. Ê, ai đây? Ồ, đây là shopkeeper. Bán cho mình Sunstone với giá là 8.000. Ồ, mua liền, mua liền. Tự nhiên gặp được thanh niên này bán đồ cũng ok lắm này. Cái này dùng để tiến hóa một vài em Pokemon á, nên mình mua để dành trước đi ha. Mới mốt có dịp dùng thì mình dùng liền, còn có đỡ phải đi tìm rồi mua mất công lắm. nhân phẩm được á. Đây, Pupita của chúng ta đang tiến hóa rồi nè, và em ấy sẽ trở thành một Pokemon hơi bị dữ dằn dện luôn á. Đó chính là Tyranitar. Đây, quá đã luôn. Wow, khác bọt so với cái dạng trước của em là Pupita luôn á. Quá ghê gớm. Và bây giờ thì em đã trở thành hệ bóng tối cũng như là hệ đá rồi. Mình có dòng Mega, không biết mình có Mega em được không ta. Ồ, hình như có vẻ mình chưa có viên đá Mega cho Tyranitar. Ồ, vậy là phải gán tìm boss Tyranitar để chúng ta kiếm viên đá Mega thôi. Tại vì khi Mega lên thì Tyranitar rất là mạnh ha. Ừ, và hình như Tyranitar boss cũng có thể xuất hiện ở vùng núi này á. Nếu như mình hên thì mình cũng có thể gặp ấy. Được. Thử đi dạo một vòng cùng với em coi. Ở đây có boss luôn hả ta? Boss vô đút hả? Ồ, có một sao à. Ok thôi, một sao thì chắc cho Tyranitar vô cày kinh nghiệm cũng được ha. Rồi, để coi khi đánh boss Tyranitar sẽ thể hiện sức mạnh như thế nào đây. Mình nghĩ sẽ gánh tem được ấy, đừng đùa. Rồi vô, đề ba bằng động đất trước. Kết thúc thôi, Tyranitar ơi. Lượm cục kẹo boss nào. Đấy, xin nhé. Xin một ít kinh nghiệm thôi. Và trời thì cũng đã gần sáng rồi. Đây là thời điểm vàng để chúng ta có thể gặp được kiểu như là Rayquaza. Làm ơn xuất hiện đi, xuất hiện thêm một lần nữa đi Rayquaza. Ok, trong lúc chờ đợi tiếp tục khiêu chiến thôi. Wow, lần này thì mình chiến đấu với một trainer có Pokemon Shiny cả. Capin hả? Ôi, Rayquaza xuất hiện rồi. Ôi, mình chuồn được không? Mình chuồn được không? Ô, mình chuồn được rồi, mình chuồn được rồi. Cuối cùng Rayquaza cũng xuất hiện rồi. Yes, chúng ta đã có cơ hội gặp lại Rayquaza rồi. Wow, để coi nào. Giờ thì đánh với Rayquaza mình phải chắc cú một xíu ha. Phải đưa một em có khả năng Fawn Sweep vô. Và đó không ai khác, chính là Katana. Rồi, thử nào. Rồi, mình đã kêu chiến thành công với Rayquaza rồi. Wow, hơi căng nha. Đầu tiên thì mình sẽ thử nhân phẩm bằng Whitbon trước. Làm gì làm. Thử Whitbon. Oh my god, Rayquaza đang Mega hả? Rồi luôn. Tới công chuyện luôn. Rayquaza thứ dữ rồi. Nè, đây là Rayquaza được Mega rồi. Wow, khủng khiếp thiệt. Ôm ổn rồi. Có nên dùng Master Ball ngay lúc này không? Căng rồi. Thôi để mình đánh Rayquaza trước một cái đi ha. Kéo máu trước đi. Tại vì mình nghĩ Katana không chịu nổi thêm một hit của Rayquaza đâu. Ú, còn câu hỏi. Ui, không kịp đánh thêm một cái nữa rồi. Tiếc vậy. Không sao. Mình vẫn còn nhiều Pokemon khác vô để tăng lắm. A few moments later. Đuổi bắt Rayquaza từ cái vùng đồi núi bây giờ tới vùng sa mạc luôn rồi. Vẫn chưa bắt được. Trời đất ơi, Rayquaza khó bắt dã man luôn á. Làm sao bây giờ? Thử từ Whitbon, Fastbon, tùm lum tà le học me hết luôn. Vẫn chưa được này. Đúng là Pokemon xịn thì đồng nghĩa với việc là càng khó bắt á. Trời, một hồi khó quá, chắc mình phải dùng biện pháp nghiệp vụ á.
Chắc bây giờ mình phải tung cái quả Master Ball này thôi. Tại vì mình không thể để mất em này được. Dùng biện pháp cuối cùng này thôi á. Rồi, và với Master Ball thì em này sẽ không còn đường nào để chạy nữa đâu. Chuẩn bị. Ta-da! Bắt được Rayquaza rồi. Lý do mà mình tung hẳn một quả Master Ball để bắt Rayquaza, tại vì em này có vẻ là có sẵn kỹ năng Dragon Essence á. Wow, và kỹ năng này, khi học được kỹ năng Dragon Essence thì Rayquaza có thể tiến hóa Mega được á. Đấy, chuẩn bị nè, Rayquaza Mega. Ta-da! Trời ơi, nhức nách luôn. Wow, đó là lý do mà mình đầu tư hẳn Master Ball để bắt ẻm á. Thích ghê luôn. Rồi, như vậy thì sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng chúng ta cũng gặp lại Rayquaza và sở hữu ẻm về đội rồi á. Thật là một ngày tuyệt vời đối với mình luôn á. Từ giờ thì mình hơi bị sung rồi đó nha, tại vì mình đã có thêm một thành viên rất là mạnh luôn ha. Để xem sức mạnh của Rayquaza Mega coi. Vô thực chiến nào. Ui giời ơi, đụng là ngẫm nha, đụng là ngẫm nha, đừng có đùa. Đừng có đùa. Tiếp tục hả? Tiếp tục là Dragon Essence nè. Quá đã luôn. Trời ơi, có thể cầm Rayquaza quánh cả ngày cũng được á. Quá dữ luôn ha. Outstrength, một cái năng hệ rồng khá là mạnh đây. Ồ, còn có Charizard nữa kìa. Trời, trainer này toàn Pokemon lửa xịn xịn không à. Được đó nha. Nhìn Charizard cũng khá là đã ha. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp được một em Charizard giống như vậy nữa. Nói chung thì còn rất là nhiều Pokemon đã mà mình chưa có gặp đâu. Thế nên chúng ta cần phải đi khám phá nhiều hơn thì may ra mới có cơ hội gặp được những em giống như vậy ha. Rồi, giờ thì không liên tha liên thiên nữa, chúng ta tiếp tục lên đường nào. Vậy là mình đã có được 2 trong bộ 3 thời tiết rồi. Hôm qua thì mình đã có được Rowden. Đây, hôm nay may mắn có thêm được Rayquaza rồi. Và gặp luôn hẳn một em Kyurem nữa là có đủ bộ 3 thời tiết luôn á. Tới công chuyện luôn. Không gặp được Kyurem nhưng mà gặp được boss Rowden tiếp. Hôm qua là boss cấp Uncommon thôi, bữa nay là cấp Legendary lận. Trời ạ. Nhưng mà không sao, mình vẫn sẽ thử sức cùng với Rayquaza á. Trận chiến này thì bắt buộc mình phải Mega cho Rayquaza rồi. Tại vì Rowden này đã là boss rồi mà còn là boss Shiny nữa chứ, nên khá là căng nha. Cố lên Rayquaza. Cố lên. Mình không có chắc là Rayquaza sẽ chiến thắng, nhưng mà mình hy vọng là em sẽ kéo được càng nhiều máu của Rowden càng tốt ha. Rồi. Trời, Rowden đánh quá trời thốn luôn rồi. Cố lên Rayquaza. Ui, Rowden chơi hồ máu. Không kịp. Chơi hồ máu. Này thì hồ máu nè. Quánh đi Rayquaza. Quánh cho nó có giấc ngủ ngàn thu luôn. Rồi nó hết ngủ rồi. Đừng quánh nha. Người ta quánh chơi thôi, giao lưu võ nghệ thôi. Đừng có phản đòn nghe. Rồi đánh hụt. Cố lên. Yes, Rayquaza. Một hit nữa. Trời. Xíu nữa thì Rayquaza gánh tem rồi. Dám đụng vô Rayquaza của mình hả? Mình sẽ kêu thêm một em rồng nữa. Eternatus, trả thù cho người anh em đi. Này thì dám đụng vô anh em xương máu của Eternatus. Ôi, hụt rồi. Tiệt kỹ Z nè. Này thì nhân. Lần này thì đánh bại được boss cấp Legendary Rowden rồi. Ồ, nhưng mà tiếc thay là Rayquaza của mình chưa kịp để kiểu như là gánh tem á. Suýt nữa thì gánh tem thành công rồi đó. Mà mấy bữa nay thì ra biển không có mưa nên muốn gặp Kyurem thì cũng hơi khó nha. Thường thường thì Kyurem xuất hiện ở ngoài biển, nhưng mà trời mưa thì dễ gặp hơn. Ồ, vậy thì hơi khó rồi. Ê, dưới nước có cái gì á? Ê, mình phát hiện dưới nước nó có cái gì này. Ồ, đây là một cái rương gì đó. Ui, mà cái rương này bị khóa mất rồi. Ui da, ai da, ai da. Ui, 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 ui
Ở dưới có một cái rương khóa. Wow. Được nha. Với thằng kia còn có cái thuyền gì nữa cơ. Đi qua đó Rayquaza ơi. Ồ, mình và Rayquaza phát hiện ở bên này nó có cái thuyền gì này. Ơ, thuyền hình con cá. Lần trước thì gặp du thuyền rồi, lần này thì gặp thêm một cái, không phải cái thuyền nữa mà cái này gọi là cái tàu ngầm á. Cái tàu ngầm hình con cá. Wow. Nhìn xịn vậy. Đi vô thử, vô thử. Có đường vô không? Có đường vô luôn. Lại có thêm tủ lạnh. Nhà mình có thêm tủ lạnh không ta? Có cần lấy thêm không? Kiểu nhiều tủ lạnh quá sợ xài không hết á. Ô, và trên con thuyền này có một cái super rod luôn. Ôi, cái này dùng để câu Pokemon hơi bị đã. Hay lắm luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Mình đã có thứ mình cần rồi. Yay. Dưới này thì chủ yếu có cá và thêm một cái super rod nữa nè. Hay ghê ta. Ở đây có ghế màu vàng được á. Tủ lạnh thì mình có thể không lấy nhưng mà. Ê, để coi coi. Cái tủ lạnh thì mình có chế tạo được không? À, tủ lạnh mình chế tạo được. Nhưng mà mình vẫn sẽ lấy mang về ha. Tại vì nó free á. Bỏ ổn rồi mình lấy luôn. Đây, cắt vô trong nha. Bữa nay mình còn có thêm Super Rod. Vậy là sắp tới chúng ta có thêm công việc rồi. Mình sẽ làm một thanh niên đi câu Pokemon chuyên nghiệp ha. Mà câu trúng cái gì thì chưa biết. Để mới mốt câu mới biết được. Rồi, quyết định vậy đi. Giờ thì coi coi còn gì giá trị không. Hết rồi. Máy giặt. Ok, máy giặt lấy luôn. Tại vì nó miễn phí. Rồi, vậy là xong. Bữa nay cũng khá là hên khi mà ra biển ha. Vậy là quá tuyệt vời rồi. Ra biển cái gặp quá trời boss mà boss chim luôn á. Đây, ở đây có thêm boss chim nữa nè. Mấy boss chim này mình sẽ tranh thủ mình farm á. Để coi coi có cho mình thêm đồ gì không. Cày cuốc các thứ. Với cả là mình đang cần tìm một cái vật phẩm có tên là cái khiên reset á. Đó là một thứ rất là quan trọng để mình có thể kiểu như là gắn vào Zamazenta để ẻm trở thành cái dạng mà có cái khiên trước ngực á. Mình đang săn cái đó nè. Rất là khó luôn á. Hy vọng là mình sẽ sớm tìm được nó. Lúc đó thì Zamazenta sẽ trở thành một cái hình dạng cực kỳ đẹp luôn ấy. Cố lên, cố lên. Nãy giờ mãi mê bắt Rayquaza các thứ, mình quên mất là mình còn có một cái nhiệm vụ á. Đó chính là đánh bại 30 Pokemon hệ cỏ nữa. Đây, mình sẽ vô cánh rừng, mình coi coi. Em này hệ, ôi em này hệ bọ, oh no. Mình cần tìm mấy em hệ cỏ cơ. Gán cày coi, phải chăm chỉ cày nhiệm vụ mới được. Đã nhận nhiệm vụ của làng rồi á, phải làm á, không thôi là mất uy tín á. Ôi trời, hú hồn chim én, mình tưởng đây là cây ăn thịt người không, nhưng không. Đó là Pokemon á, đây là Pokemon hệ lá thôi. Nhìn thì giống cây ăn thịt người đấy. Hú hồn chim én. Thanh niên chết nhát mà gặp gì thì có ngày giật mình luôn á. Rồi, nãy giờ thì mình đang tích cực đi tìm Pokemon hệ cỏ ha. Có vẻ là muốn tìm dễ hơn thì mình nên đi ở dưới, còn hơn là bay á. Bay thì mà khó thì khó kiểu như phát hiện Pokemon ở dưới tán cây lắm. Đó nên bây giờ mình chuyển sang chế độ là chạy bộ rồi. Kiểu mình bị thích dạng Mega của Rayquaza ấy. Nhìn cực kỳ đẹp luôn. Và khi chiến đấu thì rất là mạnh nữa. Có thể gánh tem khá là nhiều ha. Cố lên, cần làm được rồi Rayquaza. Thêm một hit nữa thôi. Đó, lượm cục kẹo boss sắp ai liền. Và đây là boss cấp epic hay sao á. Liệu rằng sẽ cho mình một viên đá Z hệ thép cũng như là một viên Mega của sắp ai ha. Ok, cũng được đi. Rồi, trở lại với nhiệm vụ đi săn Pokemon hệ cỏ thôi. Trận chiến cuối cùng. Để chúng ta xong cái nhiệm vụ là kiểu như đánh bại 30 Pokemon hệ cỏ ha. Về tới nhà luôn. Hên ghê. Để coi coi cái người giao nhiệm vụ mình ở đâu ta. Đâu ta? Ồ, hình như người giao nhiệm vụ cho mình ở trong này. Nó có cái mũi tên chỉ đường luôn nè. Hello. Hả? Né né ra, tôi trả nhiệm vụ nào. Trời ơi, hai người đứng chung một chỗ rồi biết. Đứng né ra. Hai người này đứng chung một chỗ. Ủa đây nè, đúng không? Read a rule or else. Hả? Đúng mà.
Đúng không vậy? Ủa, có đó sai sai hả? Được chưa? À xong rồi à? Mà cho mình cái gì vậy? Ôi sao mình giống bị lừa vậy tự nhiên? Rõ ràng là mình làm xong nhiệm vụ rồi, mình trả nhiệm vụ thì không cho mình thêm món đồ gì hết. Bịp ơi, trời ơi, mình bị em đó bịp ơi. Cay thế nhờ. Nói chung trong ngày hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời đối với mình khi mà sở hữu toàn là những Pokemon đã không à. Hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục may mắn và sớm sở hữu nốt những cái em Pokemon Legendary khác trong thế giới Siêu Bisamon. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.